hàng thân yêu của thức ăn chó mèo cao cấp .com. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người sản phẩm Briecare Green Brie Adult Salmon and Potato. Đây là một loại hạt cao cấp chứa cá hồi và cà chua nguyên chất, từ đó tạo ra hương vị tuyệt hảo, khiến cho thú cưng cho dù khó tính đến mấy cũng cảm thấy thèm ăn ngay lập tức. Sản phẩm này được sản xuất với công thức không chứa ngũ cốc, dành riêng cho chó nhỏ và trung bình dưới 25kg ở giai đoạn trưởng thành. Briecare Green Brie Adult Salmon and Potato là loại hạt được thiết kế ở dạng hình vuông, có màu nâu đến từ Cộng hòa Séc. Thành phần chính của loại hạt này là cá hồi khô chiếm 35%, cà chua 34%, đạm cá hồi 10%, mỡ gà được bảo quản bằng tocopherol, dầu cá hồi 2%. Ngoài ra còn có các thành phần khác như táo sấy, hương liệu tự nhiên, men bia, vỏ giáp xác thủy phân, chiết xuất sụn. Điểm đặc biệt trong công thức của sản phẩm đó là không hề chứa đạm và ngũ cốc nên có tác dụng giúp việc tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, chất béo không bão hòa còn có tác dụng trong việc giúp cơ thể và thể chất của chó phát triển toàn diện ở giai đoạn này, giảm hiện tượng béo phì, lượng đường trong máu duy trì ở mức ổn định và chỉ số đường huyết thấp. Axit béo omega 3 trong thành phần có tác dụng làm làn da, trái tim khỏe mạnh, bộ lông dày dặn và óng ả. Chất chống oxy hóa, vitamin còn có tác dụng tăng hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào tốt nhất. Mỗi ngày bạn cần cho chó ăn lượng thức ăn từ 1 đến 2 phần bằng nhau. Với Briecare Adult, bạn có thể cho chó cưng ăn theo hai cách là làm ướp với nước ấm hoặc ăn khô. Trong bữa đầu tiên, hãy trộn Brie cùng với thức ăn cũ, sau đó tăng dần hàm lượng trong vòng 7 ngày. Tùy vào môi trường, tuổi của chó và mức độ hoạt động có thể thay đổi khẩu phần ăn theo ngày. Quá trình cho cún ăn, cần bổ sung thêm nhiều nước. Thức ăn chó mèo cao cấp.com tự hào là địa chỉ chuyên cung cấp thức ăn cho chú cún mà bạn có thể tin tưởng lựa chọn. Vì uy tín hơn nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp thức ăn cho thú cưng, chúng tôi luôn đặt chất lượng và độ tin cậy của khách hàng lên làm yếu tố hàng đầu. Cửa hàng chỉ cung cấp sản phẩm thức ăn có thương hiệu, uy tín với nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Hơn nữa, sản phẩm đều có ý kiến khách hàng đánh giá đầy đủ về chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng cho chú cún phát triển toàn diện. Các sản phẩm đều được đóng túi kín nhằm đảm bảo tối đa hương vị, chất lượng dinh dưỡng và tránh khỏi oxy hóa bởi môi trường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Cộng hòa Séc, đã thông qua quá trình kiểm tra chất lượng đầy đủ, bao gồm nhà máy sản xuất đầu ra. Brie cũng đã được chứng nhận ISO 9001:2000 và HACCP. Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, khách hàng có thể truy cập vào website thucanchomeocaocap.com, địa chỉ số 45 ngõ 75 Đức Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hoặc gọi điện trực tiếp vào hotline 0368653910. Chúng tôi luôn có đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ 24/7 sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc chi tiết liên quan đến sản phẩm.